From your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars, we could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. Don't pass space. Space makes me sad. Cause quay cái intro này bởi vì đường ở chỗ này rất là tuyết và rất là lạnh, bên kia một con suối. Nhưng mà chỉ muốn giới thiệu với tất cả các bạn là mình sẽ đi Leavenworth, tại cái làng của người Đức, rất là đẹp, và sẽ quay cho các bạn xem nhé. Và các bạn hãy chờ xem có cái gì trong video này. Ok, bye. Hey, hey. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái nhà hàng để ăn.
hôm nay họ đem một cái camera của mình mà đem sao rồi quên, đem cái thẻ nhớ là bây giờ phải quay điện thoại nên là các bạn sẽ xem tất cả mọi thứ bằng điện thoại. Let's show people what we just bought here. Natty, tell my friends on YouTube what you just bought. So this is a product I buy in Seattle, but ever since COVID, it's been running low at local stores. So it's called Poo-Pourri. So how do you say shit in Vietnamese? Like poo? Good. So when you go, oh, good D. Okay. So when you go, deep here. Ew, gross. Okay. That's gross. That's bad. So gum sao. When you go, it's gonna be kind of smelly. Smell good. Yeah. So this will make it smell really nice. It smells like cedar wood and citrus. You spray it before you go or after you go. We have another one. It's another gook spray. Original citrus, lemongrass. It really neutralizes the gook. Gum sao. No, that's really stinky. Yeah. Okay, where we decide to go? I think maybe food. German, maybe the Munchen house. Yeah. Do you want to walk down a little? I want to smoke. I want to smoke some weed. I know. Let's do it, and then we go eat. How do you say weed in Vietnamese? Gung. Gung. Oh, I want a gung, then I want a gook. Gung. Gung and gook. Yeah, Man City. First you gung and then you gook. Smoke some weed and then Man City. Oh, shit, when you're high, it's okay. Well, vì mình hôm sau mình sẽ cảm thấy đói bụng, mình sẽ đi ăn. Hôm nay các bạn biết là ở bên này cần legal, có nghĩa là hợp pháp, nên là người nào mà không hút người đó rất là technically legal in public, everyone does it in public. Nhất là the laws do it in your own private property. Đi chơi như thế này, những cái cảnh đẹp như thế này, wow, mình sao bẻ rác mà. It's okay. Như bên này, đây, there you go. Cái đấy bên này mình không smoke weed thì rất là uổng phí các bạn ạ. Ok, bây giờ thầy sẽ đi ăn nha. Bye. Bây giờ đã đến một cái nhà hàng món ăn Đức, nhà hàng của người Đức ha các bạn. Mới order một cái ly bia rất là bự, lít. Cái ly bia này là bia bưởi rất là nổi tiếng của người Đức. Một trong những cái món bia mình rất là thích, rất là ngọt, giống như là uống nước bưởi mà có bia là bia bưởi. Hi there folks, welcome to the Munchen House in Leavenworth. This is a Wiener Schnitzel with some Jaeger sauce. This is a lemon. And we're gonna zoom in, get this action up there. Just, ooh. You fight COVID with citrus. You squeeze, and then, okay, a little more. Get a little on the tater. Ooh. Yes. Bây giờ là 3 giờ chiều. Nên là trời nó bắt đầu xuống. Thì mình sẽ đi vòng cái town này chút xíu, rồi mình sẽ đi về. Hy vọng là các bạn có một ngày đi chơi ở làng người Đức với Hào. Oh come Emmanuel.